hết là bây say cả cô gái da mạch bò mình chơi dục thơ che cu sna bên hết là bây say cả cô gái da mạch bò mình vô cái da thơ che này cu sna chơi cái này grao phi bò bò mình trở cả tì sóc chất tâm nê mùi chi vật thay sóc chất tâm để cầm chơi nhầm ai à bên ơi chất tâm nê mùi chi vật thay nó cái này hát tới ba xích lần ở hai xích lần hai xích ba xích chơi bốn xích nhà đi năm xích sao xích lần nghe bà con bốn xích tì mà xích kia xích đó bà con đủ xích bốn xích năm xích sao xích nha à, đi vậy sao vậy cô chết à bệnh đi cái là cái men mình prom à nát nè à xô đỏ chất à nát bê bong cam pri sầm bay tận nạp bay bắt lơ nghi li hai cam pri bong leo câu chơi à sao mai hay là ok mình sao chạy dù tiếc vui đó ủa sao cô hát bà con đó rồi sao vậy mình thọ tạp ta lên chơi dù tại chó quỷ rồi mất nước mất nghệ gì nữa rồi mất tú nữ rồi mất mã lai rồi tiếng mỹ tiếng mỹ là xích sụt à chúng quan mình mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Bình với cô Thảo Sương giấc này cũng trời nắng rồi, không có đi chợ được hết cả nhà. Thì cô Thảo Sương chào bà con cô bác ơi, chuẩn bị rồi, đi đâu Thảo vậy? Sương chào bà con cô bác. Rồi bây giờ cũng chắc chưa rồi Thảo Sương cũng đương mần cỏ ở đây rồi bây giờ hai đứa em nó lên đây bây giờ Thảo Sương thấy ở sau hè của Thảo Sương có người ta đủ sao á. Có sau hè của Thảo Sương nè có cái chăm á bà con. Thì bây giờ hai cô cháu đi hai cái chăm ăn chơi thì lúc kể chuyện hồi xưa hồi lúc mà còn Sương còn đi giữ bò cho cha rồi đó, rồi đi cài rồi đó. Hồi lúc đó ra sao chùa đó bà con. Trời ơi dưới chùa bốn mặt có chăm đủ nhóc luôn á. Chăm nhiều lắm rồi đi bẻ không kịp luôn. Đó giành giật mà bẻ ăn nó chưa chín kịp đó bà con. Là đi bẻ bây giờ chăm ở đây nè, ở sau hè đây nè, một cái chăm nè. Rồi Thảo Sương cũng mời bà con cô bác cho Thảo Sương chín rồi. Đi. Có luộc á. Có rồi. Đây. Mời cả nhà đi theo cô Thảo Sương nha. Đây. Đây là con đường ruộng. Ở đây ủa, là cô. Đó. Đó cô làm cái gì cô? Cái đó là Tân Quy Viên của người ta đó. Của người ta hả? Ừ. Không phải con đường của cô Thảo Sương sao không lấy cái gì lấy cây này ra? Trời ơi, lấy gì lấy cây này ra vậy chưa chặt được đâu. Chè đó. Trời ơi. Đó. Đi là đi đâu cô vậy? À, còn hơn là đi đánh giặc nữa bà con. Lúc mà nhảy xuống cái đủ cái đủ cái đủ mà đó giờ anh đã à cho cuốn người ta nói đi tên tôi gì à cho cuốn chết rồi giờ anh nó bắt đổi trời ơi à cho cuốn đi đó xình hết trơn luôn bà con. Ủa này đó. Đây đó chưa bẻ được chăm nữa mà gỡ được dép hả ơi ừ? Đó, để dép ở đây đi cô. Bên đây. Rồi đi qua bên kia bọc đi đường kia luôn. Hả? Đi đường bên đó luôn đây đây. Cô, này lá gì mà đó, mà nè cô. Này lá gì á? Cái đó là thú địch đó. Phải không? Ừ. Phải. Lá đó thúi lắm. Lá người ta mà làm bánh rồi đó. Thơm hả? Ừ, thơm. Đó, rồi đi qua bên đây. Ừ, cái. Ừ, nè đi. Là mặt thơm là mặt thơm là mặt thơm là mặt nước à trời trời đơn trên mày là mặt thơm là mặt nước thơm không thơm ạ à. Thúi chừng ngoát đó và bà thơm không bà con thơm thúi cá thơm thúi làm đi đó lá thúi địch mà thơm mà cái thơm đó cái chăm đó bà con tới rồi nè tới chưa đó hả cái chăm ở đâu ở đó chùm chùm đó ủa có chùm chùm luôn hả đó nè hả cái chăm nè bà con đó quá trời đây đây đó đâu cô đây nè đó cầm cây đây đó ủa mình bẻ cái này chín trước hả ừ chín mình bẻ ăn này là vậy là hồi nhỏ là cô từng đi chăn trâu hay sao chăn bò thôi à không có trâu hả không có hả không không hả ờ mà quá trời ai leo lên cái này cái gì cái đó cái mũ cái bình bát á cái bình bát hả có câu thơ gì không có cái thơ bình bát đó câu thơ sao câu thơ bình bát à nỉ hình như là cái gì người ta đố một câu thơ á là trái gì mà giống trái bình bát
không biết hát mà lại biết lưu con. Nó lưu con. Ôi, mày khỏi rồi đó rồi trời đi chứ giống hệt trơ thằng Quy đô nó là phiên ơi phiên pam phiên ngọt đang chăm côn hỏa đúng không? Mẹ ơi, con gà mà kiếm không có không biết nữa. Sao? Gà. Lên coi bà đen. Bẻ ấy. Ừ. Đây. Ôi bà con ơi kiện cẳng quá trời bà con ơi. Kiến gì ấy? Kiến lửa nè, nhóc luôn nè. Nè. Được. Không dòm sao nè. Rất là không kiến hả? Nè. Quá trời nè. Để con lên bể hay sao? Đây cô, mẹ ơi. Cô lên cây. Mày lên cây đó đi. Tao. Được không? Con lên cây này, cô lên cây kia đi. Lên cây bộ u à, cô lên cây bộ u đi. Lên không có gì. Lên đấy, leo lên cây kia đấy, con lên cây kia. Lên không được má ơi, không có gì dịn ở đây đâu. Người không có được. Đấy. Thôi mày, mày đừng cái thế tiếp tục vào. Không đâu. Kìa mày lên đây đó, bên đó kìa mày bẻ kìa. Kìa nhanh nó bự quá trời luôn kìa. Đó. Đâu? Đó chín hết trơn đó. Không thấy gì lên quá mà. Trời vậy đi màu nổi. Nè đây cũng chín quá trời chín luôn, nghe đụng khóc. Có chừng tét quần cái không. Con cười hoài con lên con nổi. Trời ơi. Hử? Ngộ quá đó kìa. Chín nhóc đó. Cái đó miệng không nó ngang. Nè nè trên đầu mày nè. Cái đụ cũng khóc rồi. À. Kìa, tay mày nè. Đâu? Cái này nè. Cái này ờ bẻ được miếng chùm mày đó. Dưới trước mặt mày đó. Há miệng, há miệng, há miệng, há miệng, há miệng. Ừ. Ừ cái đó luôn. Rớt hết trơn. Đụ má mày. Đụ má mày đụ. Đây nhánh đây nè. Ừ. Wow, ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Trụ má mình. Quá trời luôn bà con nè. Ơi. Chóp. Chóp. Ừ mày. Ngỡ hết trơn à đủ à. Đủ má mày ứng à đi. Ngỡ hết trơn rồi bà con ơi. Mà nói đó với cô hồi đó là đi trời hồi đó đi giữ bò biết bao nhiêu đi chung với thằng Sóc chân nè ha nhiều lắm cưa đủ nhiều người lắm cưa là vợ của thằng lấy trường ấp bây giờ đó dạ ấp Phước Thuận mình đó dạ đó hồi đó, đi đó. Ừ. Hồi đó là cô cũng là trẻ trâu hả ờ đi giữ bò không mà hồi xưa là ăn trái gì nhiều nhất cô trái này nè trái xăng này nè thì mùa nào mình ăn mùa nấy rồi bắt đầu đi vô vườn chuối của người ta đó hen là đốn chuối của người ta là nguyên buồn vậy đó để vú lại ăn rồi đi vô theo chóp mua à đi cháy cầm bé túc túng chơi cái ơi mùa này mùa sắn rồi vài tháng sau mùa gì cô vài tháng sau nữa không biết mùa gì nữa cô thường có đi ăn trái ở ruộng có ổi với mặn gì không cô? Ở dưới ruộng này không có nè. Hả? Ở không. Đây không có. Ở đây không có hả? Ờ. Chó ruộng. Đụng má mày lộn bốn. Cái xăng đó bà con. Nè, dạ, cái xăng ở bên sau này nè bà con ơi quá trời luôn. Chụp. Nó chụp cái nè. Đưa đây. Được nha. Đất, ừ. Chụp nha. Đưa đây. Ừ. Đó. Chín hết trơn rồi bà con ơi, quá trời nè bà con. Đó. Chụp. Chụp quá rồi. À đi lửa nóng. Chụp to chụp ngò thấy. Ha miếng. Ha miếng, ha miếng, ha miếng. Ha miếng, ha miếng. Lửa má. Ha miếng. Lửa má. Lửa má. Lửa nó bồ. Ha miếng. Ở đi ạ. Ừ. Ở đi. Ừ. Mẹ. Ờ. Bình à, trời mà, hôn, ngọp chọp chọ, cái tình, à bánh ấy, ngọp.
Nhánh này ngon quá, biết bẻ làm sao đây. Nhánh nào? Này nè. Ôi nè, hồi nãy giờ bẻ nè, ngon quá trời. Trái chăm đó bà con, này nó ăn nó rất chát mà ngọt ngọt, ngon lắm bà con. Bà con nè. Nè. Ăn coi sao? Thôi. Nhiều quá ha. Ngon lắm bệnh ăn coi. Ôi chua chua, cảm nhận sao? Cảm nhận cho bạn khán giả coi, biết. Nó chua chua, chát chát. Cảm nhận là ăn nó ngon. 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 Nó chua không? Chua chua, chát chát. Chát chát, chua chua á. Ngọt ngọt. Này à, mua nè, mua nè, đi mua. Ngon, kiến à. Nói vậy hết nổi nữa nha. Rồi cảm giác như thế nào? Cảm giác nhả bỏ uổng và con ngon. Nhà nãy giờ đó mình cũng lên bẻ trái chăm, tại vì cô Thảo Sương á leo cây không nổi cả nhà. Thì mình leo lên thì cũng bẻ được mấy trái, thì trái chăm này á. Đó, chị Thảo Sương cũng chào bà con cô bác. Thì hồi lúc đó Sương cũng 15, 16 tuổi, rồi 17, 18 tuổi đó, là đi chăn bò đó, đem bò rồi, rồi bắt đầu đi thả lan. Rồi giờ mùa này đó, đó, mùa này thả lan này đó, là lúc đó là chị làm một mùa thôi. Đó, bắt đầu thả ra, rồi bắt đầu thấy nè, trái chăm này ở quân sáu chùa. Ở dinh sáu chùa bà con, nhiều lắm trời ơi, biết bao nhiêu người mà danh dự người ta được mà bể nè bà con. Đó, ăn nè. Chín không kịp nữa nè, trái chăm này nè ăn ngon lắm bà con. Đó, trái chăm này mình ăn có chất đủ nhau á, có chất ngọt rồi chua dưa chát đó, ngon lắm bà con. Như trái chăm này hồi trước á là Sương đi giữ bò nè, đó chân bò nhiều lắm, như là một tốp thì hồi lúc đó là tốp bên chỗ Sương ở đây này là tốp này là hồi trước là người ta kêu là chọt cái bẫy đó, là đường chuồng trâu đó, là tốp này riêng, là cho bên đây là trâu không đi. Đó, bên kia cũng trâu nữa, cỡ trâu đi giữ chân trâu không đó. Còn bên tốp bên Sương ở bên chùa Bông Bạc là bò đó bà con. Là bò đi bắt đầu một tốp gì đó đi ra đó. Người bắt đầu thả lan hết trơn, người bắt đầu vô mùa này thì bẻ mùa này. Người không có đó, như là trời mưa thì mùa bắp thì vô trong vườn bắp người ta đó bà con. Vô trong vườn bắp bà con đi bẻ bắp người ta. Đó, người vô trong cái chòi của người ta luộc đó, có cái nồi đem lại luộc giống hệt cái bắp nhà vậy đó bà. Rồi chừng nào thấy chủ lợi bắt đầu xung nhau chạy bà con. Đó, vui lắm. Rồi bắt đầu xuống cái mương, hồi lúc đó là chứ không có cái sông gì đâu. Như là có sông Kinh 18 á bà con. Thì lúc đó sau này thôi, Kinh 18. Rồi có đường kinh nhỏ nhỏ người ta đào đặng đặng ruộng. Như là người ta kêu là kinh đặng để người ta tươi rau cải đó đó. Người ta đào đó. Đó. Như bảo ngạn của người ta đó, trời ơi lội rồi lặn rồi chơi tôm tác rồi nhiều lắm, nhiều người đó. Tôm tác lặn rồi húp, lặn húp bắt đó bà con. Là vui lắm, lặn dưới nước á. Lặn sao? Lặn húp lên bắt gì đó. Đó. Người nói ngay tên vậy đó, rồi đi vui lắm hồi đó đó bà con. Chứ còn bây giờ qua rồi, đó. Qua rồi bây giờ thời vậy, bây giờ ít lắm, trái xăng bây giờ cũng ít lắm bà con. Đó. Thì lâu lâu như là xóm này xóm kia như là theo với cái kinh với mương vậy đó, thì lâu lâu có một cây xăng gì đó. Đó, nhiều lắm nè cái xăng nè. Người ta bẻ cũng nhiều rồi đó bà con. Bẻ nhiều hả? Ừ. Đó. Nếu mà này mà thí dụ mà hiện tại bây giờ mà cô giới thiệu với bà con của bác, ai muốn mua liên lạc với cô Thảo Sương được không? Rồi người ta mua không có này bán. Để mà nó không có mùa đâu. Rồi mình bẻ chỉ là ít ít vậy thôi nè bà con, chứ chăm nè nghe đó. Bẻ gì là mình ăn vậy thôi, rồi không đủ như là ở xóm nó lại nó bẻ đủ đủ chút xíu vậy đó. Nó bẻ rồi chút xíu, người chút vậy đó ăn vậy đó. Dắt chưa rồi nhầm khi nó lên đây nó ngồi. Nhưng nít rồi đó, 5-6 người nó lên đây chắc chiều á. Người nó bẻ đó nó ăn. Vậy thôi, không có gì đó bà con. Ủa sao sao trái chăm này á, ăn vô thì hình như là cái lưỡi của mình á, nó màu tím tím. Thì màu tím tím thì đúng vậy rồi, thì nó màu tím mà. Đó, mình ăn rồi tới mình xúc miệng, mình đánh răng ra thì nó ra hết trơn à. Nhà của cô Thảo Sương, sao hè nhà của cô Thảo Sương có trồng một cây chăm rất là đặc biệt ha cô ha. Nó đủ. Thì cái chăm này nè bà con, thì Sương cũng không có trồng. Thì cái chăm này hồi đó đó, hồi đó tiêu vợ nó mọc ở đây chứ tại Sương mới lên đây Sương trồng sao được cái chăm gì cái trái. Nó mọc hồi đó tới giờ đó. Thì mà mọc ngay đất mình. Khán giả cũng lâu lắm rồi thì cũng không có nghe giọng hát trên khô thôi, đừng hát dưới nước, dưới nước không phải xuống đi hát. Xin lắm. Cô hát tặng cho cô chú một bài lâu rồi, cô chú không được nghe. Hay cũng giống như là thường thường nghe cô hát lên bên gì?
đám tiệc này kia thôi, còn đúng rồi. Cô này cô đâu có khác đâu, đúng không? Thì đúng rồi. Thì bây giờ Thảo Sương cũng chào bà con cô bác. Như ở xa gần thì Thảo Sương bữa nay thì Sương với Bình Tú Huy rồi với chung là ba người thì qua bên đây xung nhau như là không có cái chuyện gì thì cũng qua bên đây 700. Thì bây giờ qua bên đây thì bây giờ Thảo Sương cũng xin hát một bài hát để tặng cho bà con cô bác như là ở xa gần. Dạ. Đó, bài hát tiên dân tộc nghe bà con. Đó. Bài gì cô? Đó. Sắc qua cam rung nha bà con. Đó. Đó. Dạ. Rồi xin hát để cho bà con như là hai vợ xin bà con bỏ qua dùm như là hay là cái chuyện gì mà để tiêu cho bà con coi đó để bà con như trong phết đăng ký kênh dùm trong mà cái kênh của thằng Trung đủ tao á kênh của thằng Trung Tư Huy với thằng Bình Tư Huy dùm đó đăng ký like cho cái có cái đủ cái nhấn Bình đó đăng ký kênh sụp like dùm nha bà con rồi đăng ký lên đó đó rồi rồi Thảo Sương hát cho, đưa cho bà con cô bác giữ đủ đó Sakrawa ka marum mayap ram doi ka chum mayap ba chul ton dang prohman prom pahu ai kam khang prohman prom pahu ai kam khang bong chul ton dang dal ahu mai et la wei srei ka ko ga ya mai bong mon choi yok thoe che ku sna bun et la wei srei ka ko ga ya mai bong mon yo ka ya thoe che ne ku sna ai chơi cái này grau phi pâu bong mắn trở ca tì sóc chất tâm nê mùi chi vết thalai sóc chất tâm nê cầm chơi nhầm ai à bình ơi chất tâm nê mùi chi vết thalai à bình ơi ô bài đó mới có ba chữ à hết rồi mạnh mày hay đâu có ba chữ à ừ có chút xíu đó à. Ừ thì đó cái này thì phải rồi với một dòng này không, chứ mà có trong đàn thì mình ta dựng lại một chút rồi mới tới đã đi một thêm một cái nữa có trong đàn ta đùa đó à nó cái này hát tới ba xích lận ở hai xích lận hai xích ba xích đấy bốn xích nhà đi năm xích sao xích là nghe bà con bốn xích thì chơi bà chơi xích vô nhà em số điện thoại vô đi số điện thoại nó táo táo tự nhiên xích là sao à đi nó chơi mà xích nha xích đó bà con lũ xích bôn xích năm xích sao xích nha à, đi vậy sao vậy con à bệnh đi hả ừ. Rồi nó từ từ nó từ từ vô giam chơi nha á mấy xích cho bôn xích nha đó như là mình hát hai câu lận bà con thì câu đầu thì tới đây là mình nghỉ rồi bắt đầu tới vừa câu sau nữa mình vô nữa đủ bôn xích đó à, rồi bài sát nè thôi cái bài mà cô đã dựng lên tên tuổi của mình đó cái bài là Sông Tức Mùi Pen á đó là cô chú anh chị rất muốn nghe cái bài đó cô thì cái bài đó thì nó cũng nhiều rồi thì hát bây giờ thì nó qua thì cũng xưa thì mình lâu lâu mình nghe thì cũng được thôi cái đó là cũng từ theo bà con cô bác mấy xích kiểu là bôn xích năm xích cũng được bà con đó hà đi ừ đó thì Thảo Sương cũng xin hát bài hát để tặng cho chị em nghe xích sân chơi nghe bôn xích anh sợ quá rồi bài gì bài gì cô nè Sông Tức Mùi Tal nè rồi bàn dịch sang tiếng Việt là bài gì cô không biết tôi không biết gạch tiếng Việt đó ơi nè Sông Tức Mùi Tal đôi đai sợi đong bàn tia à xô nuôn lon thử bong ơi pruột song xa sầm bay tận đáp ơi bắt lơ nghĩa lê hai cam pri bong leo tàu chinh ai vì cá nó cơm em mình prom à nát nè à xô đỏ chất à nát pê bong cam pri sầm bay tận đáp ơi bắt lơ nghĩa lê hai cam pri bong leo tàu chơi à lê hai cam pri bong leo tàu chinh ai đó cái gì đó bà con không còn phút nữa mà thì hát gì đó tao biết rồi quay thì lại. Cũng hát quá lại cũng vậy thôi quay lại một đoạn một đoạn vậy là được rồi đó thì một đã xích nữa. Một xích đã được rồi một xích đó nữa. Bây giờ mình đây xong đó bà con thì bây giờ Thảo Sương cũng xin hát một bài đó nghe
như bà con đó. Ủa cô này hát nông pê điết trai gia ôn xôm chạp đai gia bằng ơi cầm khăn chạp hai ấy dạo xua xua tâm năng ô kè pra lưng miên pra bòn rư nâu pê dục phê na bò chôl tơ đê kê gia lô lực ôn pê kê gia bằng đê sập sơl bòn ơi ấy dạo sra lanh nè ô hôn tơ sra mai ấy lao kê mần sao nâu hiu sra mai ấy lao kê mần sao chạy dù tiếc ôi đó. Ủa sao cô hát bà con chó rồi sao vậy? Mày thở tao ta lên chơi vô thầy chó đó quỷ sao vậy? Ông của ta sao con chó nó sủa vậy cô? Cô hát hay quá hả? Đủ cốc cô mít này bà con mít này bà con mít gì? Cái mít này tên gì? Tao bên đây là cây mít. Mít tên gì? Mít này mít ướt nè, mít nghệ mày, mít nghệ mít ướt. Mít gì nữa? Mít ướt mít nghệ. Mít gì nữa? Rồi mít tú nữ. Rồi mít Mã Lai. Rồi tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ là xích xuất. À chứ quá. Nó sẵn tới chạy ngóp nó sụp bột mía nữa quá. Tiếng Anh. Tiếng Anh hụt. Tiếng Anh mít kêu gì? Mít kêu bằng sự hụt. À bình á. Tiếng Anh này ngọt thì đặt đẹp anh nói nha. Tiếng Hoa hồi. Ơi. Tiếng Hoa mít á. Không mít thôi. À bình á. Cụt cuốt tao mít thôi. Cuốt đấy. Tiếng Thái Lan. Tiếng Thái Lan mít thôi. Yeah. Thái Lan. Hơi mít thôi. Thái Lan gì? Mới mà hơi đặng bằng. Đó, tôi đang chơi. Hai cả nhà, đặc biệt nhất á. Không, này là đặc biệt nhất cả nhà. Cô Thảo Sương á. Đi một vòng mà Bình cười chảy nước mắt luôn. Lâu rồi Bình mới được cái nụ cười này. Không biết là cô chú anh chị xem được video này có cười hay không nhá. Nhưng mà đặc biệt nhà của cô Thảo Sương á. Cô Thảo Sương có nuôi tới 10 con luôn hả? 9 con. 9 con hả? 9 con chó bà con. Nó kêu là cái 9 ở đây. Đây thì nó kêu. Cú cú cú. Kêu tên á. Ờ, Pan Pan. Đó, đây Bích Thị. Bích Thị, Bích Thị. Nè, Đạp Phóng, Đạp Phóng. Pan Pan. Gao. Đó, mi. Đó, đâu rồi? Dũng chó phèn. Đây. Đó. Đó, ở đây là 6 con ở trong kia 3 con. Tên gì cô nói coi. Đây Pan Pan. À. Ừ. Chó phèn. Ừ. Đó, Bích Thủy. Ừ. Đạp Phỏng. Ừ. Con Mi. À. Con Gâu. À. Đó. Rồi có nào tên nó gì à. Vừa khô không? Bà đưa cho nó bự bự chút mới đặt. Nó còn nhỏ. Mới đẻ. Nó đủ con. Nó mới đẻ tới đi chạy giờ hà dạng với tôi từ đó chơi chứ thôi kết thúc nào rồi từ đó chơi là mặt khỉ là mặt khỉ là mặt khỉ cái đó ừ là mặt khỉ cái đó bye bye cả nhà rồi bye bye cả nhà nghe bà con thì bây giờ Sương cũng xin đi vô gửi giò rồi đã cái hết ăn cơm sáng nghe bà con hồi sáng tới giờ Sương cũng chưa dùng cơm sáng thì đó đủ thì đi chợ với Bình Tứ Quý về rồi Sương làm cỏ xung quanh đây rồi mấy đứa em lên đây rồi cũng đi dẫn mấy đứa em đi qua vòng cái là sao mẹ đi qua đây đi đừng nghĩ nó là món nó thực a cho tiến a cái ơi chào cả nhà ơi chào nghe ơi rồi giờ cũng cảm ơn bà con cô bác nhiều cái kênh này mà nó như là hai vợ xin bà con cô bác đăng ký kênh rồi trong kết đã dùng cho chung tôi quý dưới bệnh đen như nè ngàn tối đâu chưa.